Thanh Mai xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn TV. Hôm nay Thanh Mai rất là hân hạnh được lên đây để nói về tổ hợp y tế của hãng Clevercare. Và Thanh Mai muốn giới thiệu người ngồi trước mặt của Thanh Mai là anh Hiệp Phạm. Anh là một trong ba người sáng lập viên của hãng và hiện anh là giám đốc tài chính của hãng. Thanh Mai xin chào anh Hiệp Phạm. Chào cô Thanh Mai, chào khán giả của đài Sài Gòn TV. Và cô ngồi cạnh Thanh Mai là Fatima, cháu là lo về vấn đề sale của hãng, đại diện thương mại của hãng Clevercare. Fatima xin chào khán giả của đài Sài Gòn TV. Thanh Mai muốn hỏi anh Hiệp Phạm là tại sao là mình lại chọn hãng Clevercare, nó là khác với lại các hãng khác như thế nào? Clevercare quý vị là hãng bảo hiểm về Medicare Advantage, có nghĩa là về bảo hiểm sức khỏe của người cao tuổi, về Medicare. Thì trong cái hãng Clevercare là cái hãng đầu tiên mà quý vị có thể sử dụng được cái ngôn ngữ của quý vị. Đồng thời hãng Clevercare cũng là hãng đầu tiên mà có những người sáng lập viên là người Việt, đồng thời cũng là có những người từ trên xuống dưới đều nói tiếng Việt hết. Đặc biệt là có sự kết hợp với Đông y và Tây y, là hãng đầu tiên mà có thể quý vị có thể sử dụng được Đông y và Tây y kết hợp với nhau. Câu hỏi thứ hai, Thanh Mai muốn hỏi là thí dụ như là bây giờ mình ở trong tổ hợp của Clevercare, rồi cái mình đi ra nước ngoài, thí dụ như mình đi về Việt Nam, mình thăm gia đình, hay là mình đi qua Pháp, qua Đức, qua Anh chơi, thí dụ mình có chuyện gì, thí dụ mình bị bệnh thì hãng có giúp đỡ mình cái gì không ạ? Cái đó thì chắc chắn rồi, nó gọi là worldwide coverage, tức là bảo hiểm về trên toàn cầu hết. Nếu quý vị có đi chơi ở đâu đó mình lỡ bị cái gì đó thì tùy theo chương trình một quý vị gia nhập vào Clevercare đó thì quý vị, hãng có thể trả tới 100.000 đồng tiền chi phí về những việc sức khỏe, thậm chí chuyên chở quý vị từ những cái nước khác trở lại nước Mỹ để có thể chăm sóc cho quý vị, có thể trả tới 100.000. Tại vì Thanh Mai biết là có những người bạn của Thanh Mai đi về Việt Nam đó, thì trước khi đi là anh chị đó lo mua bảo hiểm, sợ là khi mình đi chơi mình bị cái gì. Nhưng mà nếu mà mình ở trong tổ hợp của Clevercare thì mình không cần lo. Không cần phải lo gì hết, tức là cầm theo cái thẻ của Clevercare là, được rồi. Là an toàn. Là an toàn, mình rất là an toàn. Có chuyện gì thì Clevercare sẽ chi trả cho quý vị. Hay quá. Cái câu này hình như là Thanh Mai thích nhất đó nha. Quyền lợi về mắt nè ha, về nha khoa và về thính giác như thế nào? Tức là bên cạnh đó đó, tức là ngoài cái chuyện về những quyền lợi về Tây y đó, thì Clevercare còn chi trả thêm về những cái quyền lợi về nha khoa. Thì về nha khoa thì hãng Clevercare sẽ chi trả tới đến 2.500 một năm. Nếu quý vị đi làm cầu răng nè, mão răng nè, rồi quý vị hoặc bị làm tủy răng đó, tức là nó gọi là root canal đó, thì quý vị sẽ được Clevercare chi trả cho đến 2.500 một năm. Còn về mắt á, thì quý vị có thể lấy được những cái kính mắt hoặc là đi khám mắt, thì Clevercare sẽ chi trả thêm 400, tùy theo chương trình quý vị gia nhập thì Clevercare có chi trả đến 480 đồng cho mỗi 2 năm. Nhưng mà năm đầu tiên nếu quý vị lỡ lấy 480 đồng thì năm sau quý vị không được, nhưng mà quý vị có thể sử dụng được hết 480 đồng trong 2 năm. Rồi về thính giác đó thì quý vị có thể có những cái máy trợ thính, như lúc quý vị thường quý vị thích những máy trợ thính mà vừa nhỏ mà vừa tiện đó, thì Clevercare sẽ tùy theo cái chương trình quý vị gia nhập thì Clevercare sẽ trả tới 1.500 cho một bên máy trợ thính. Còn nếu quý vị bị lãng tại hai bên á thì là Clevercare trả cho hai cái thì là tới 3.000 đồng một năm lận. Nhiều quá ha. Dạ, chi trả rất là tốt về đó, Clevercare rất tốt về cái chuyện chi trả về nha khoa, về thính giác, về thị giác. Cái điểm chính của Clevercare là gì? Cái điểm chính của Clevercare như tôi nãy đó là về Đông y đó, tức là quyền kết hợp Đông y. Thì điểm chính của Clevercare là quý vị có thể đi được chăm cứu mà không có giới hạn, mà cái điều đặc biệt hơn nữa là quý vị không cần phải qua sự giới thiệu gì hết. Thường đa số đi những cái đó thì quý vị đa số có những cái sự giới thiệu của bác sĩ gia đình quý vị cần. Nhưng mà về chăm cứu, đa số người Việt Nam mình là thích đi chăm cứu, mà là mỗi lần dạy giấy thì quá khó khăn. Cho nên Clevercare đó quyết định là cho quý vị được đi chăm cứu bất cứ lúc nào. Và không có giới hạn, và miễn sao là quý vị sử dụng nằm trong cái mạng lưới của những bác sĩ chăm cứu mà Clevercare có hợp đồng là quý vị có thể đi được.
Tức là mình những người bác sĩ mà ở trong cái tổ hợp của Clever Care đó là mình được quyền chọn. Dạ, được quyền chọn bác sĩ chăm cứu nè. Mà thường khoảng bao nhiêu người, đông không ạ? Khoảng cỡ hiện giờ ta dùng Orange County thì khoảng có 150 người. Ồ, vậy là quá nhiều. Căn cứ vào cái dữ liệu mà là tuần rồi đó thì khoảng 150 thì quý vị có rất là nhiều bác sĩ để mà chăm cứu và dạ, để chọn lựa. Dạ. Yeah. Đa số vùng này là có hết, đa số vùng này là có hết. Ồ. Tại sao mà những người có Medicare đó thì họ nên ghi danh với Clever Care? Thì quý vị nên biết là quý vị thường thường quý vị mới có Medicare thì nó gọi là Original Medicare, tức là chương trình Medicare nguyên thủy đó, thì là đa số là quý vị không được có bảo hiểm về răng hoặc là về thính giác, về thị giác, thậm chí là nó không cho quý vị đi chăm cứu. Chỉ khi nào quý vị bị đau lưng thiệt là nặng thì nó mới cho được, mà nó cho cũng cho có sự giới hạn mà phải có sự giới thiệu của bác sĩ gia đình. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất á, là trong mà thường thường mà Clever Care đó, thường thường đa số quý vị đi về bảo hiểm về Medicare mà Original Medicare Service đó, thì quý vị phải trả 20%. Tức là quý vị có trả 20% đó thì xong rồi là bên cạnh đó đó, mỗi một tháng quý vị phải đóng phần bạc phần B, phần B á, thì quý vị phải trả khoảng cỡ 150 đồng một tháng. Thì đi, nếu quý vị đi về Clever ghi danh vào Clever Care đó, thì quý vị sẽ được Clever Care có thể trả lại cho quý vị 125 đồng một tháng để quý vị có thể sử dụng đó hoặc trả vào tiền cho cái phần phạt B. Là mình phải trả 150 đó. Dạ, 150 thì phải trả một tháng. Rồi đó, sau đó những cái chuyện mà chi phí mà 20% đó thì đa số là Clever Care sẽ quý vị đi gặp thì quý vị sẽ không có phần phụ phí, tức là phần copay đó quý vị. Tức là đi bác sĩ gia đình hay đi bác sĩ chuyên khoa là quý vị không phải trả cách nào hết. Rồi thí dụ mà rủi mà quý vị bị đi vào bệnh viện thì quý vị sẽ chi trả một đến mức độ khoảng tùy 3.000 đồng là maximum, hoặc là có nhiều cái chỗ khác còn 1.700-500 đồng thôi, tùy cái chương trình mà quý vị gia nhập. Thì quý vị nó gọi là maximum out pocket, tức là quý vị chi trả hết rồi đó. Sau khi quý vị chi trả khoảng cỡ 1.700 hay là tùy cái chương trình thì quý vị sẽ không phải trả gì thêm hết. Thì cái đó là quan trọng, là thường thường quý vị đúng là quý vị có thể đi được bất cứ chỗ nào khi quý vị Original Medicare, nhưng mà bù lại thì quý vị sẽ mất đi, không có được những cái là cái phần mà về quyền lợi về nha khoa, thính giác, thị giác, hoặc là đi chăm cứu không có cần giới hạn, hoặc là quý vị phải trả thêm 20% phụ phí, 20% rất là nặng. Đi mà bị bệnh viện á thì mà bị rủi bị gì đó tới 20% rất là nhiều. Cô Mai. Dạ. Rồi nhưng mà còn khi mà quý vị phải nhập một Clever Care thì những cái quyền lợi mà phụ trội đó quý vị sẽ được về nha khoa, thị giác, rồi đi chăm cứu không được làm miễn phí, thì quý vị ngoài ra đó thì quý vị sẽ giới hạn được cái mức chi trả quý vị ra khỏi túi của quý vị. Thì đa số tùy theo chương trình, tức là quý vị trả tới 1.700 cho một năm, thì sau đó quý vị rủi cái chuyện gì á thì Clever Care sẽ chi trả hoàn toàn hết. Bây giờ là câu hỏi với Fatima là khi nào, thời điểm nào là tốt nhất cho mình ghi danh đến hãng Clever Care? Thì cái thời gian ngay bây giờ đó là cái thời gian mình có thể bắt đầu ghi danh rồi, nó bắt đầu hồi 15 tháng 10 đến là 7 tháng 12. Thì mình có thể ghi danh ở, có thể gọi Fatima, Fatima có thể đến nhà cho các bác mà không có đi xa được, lái xe được. Dạ. Thì có thể gọi cho Fatima số là 714-487-2160, 714-487-2160. Hoặc là nếu không là Clever Care có một cái community center, một cái như là sinh hoạt cho cộng đồng á, ở ngay trên đường Bosa luôn. Cái địa chỉ đó là 9600 đường Bosa, suite là D. Nó ngay cùng một dải với nhà hàng Lục Đính Ký, rồi ngay bên cạnh là Tân Hoàng Hương. Tân Hoàng Hương mới mở. Dạ, Tân Hoàng Hương mới mở, cách đó có một căn thôi. Là mình nhìn ra là T&K Supermarket. Nhìn lại cái nhà hàng gì đó, nhà hàng sau biển. Sau biển, đúng là nhìn qua đó. Đối diện sau biển. Dạ, nhưng mà ở đó không phải là mình đến đó để mình ghi danh cho Clever Care không đâu, mà mình để sinh hoạt luôn ha. Dạ, có sinh hoạt, có ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ để coi thứ năm 9:30 sáng là mình có thể đến để mình có thiền hoặc là có tai chi, có người hướng dẫn ha. Dạ thưa có mẹ. Dạ, rồi ở ngoài đó thì lúc nào cũng có anh Tuấn hoặc là Duyên á, cũng có thể giúp đỡ, rồi hoặc là Fatima. Không phải là giúp đỡ về ghi danh không đâu, mà nhiều người ta có câu hỏi về Medicare,
hoặc là Medi-Cal thì cũng có tới và thì con cũng có thể giúp cho người ta. Và có cái bác kia con nhớ bác nói tiếng Việt thì ok, nhưng mà bác bị điếc, bác không có nghe rõ, so bác cứ phải text á. Rồi con chỉ bác ra, bác cũng bác bị mất giấy tờ Medi-Cal, Medicare thì chưa có phần B tùm lum chuyện hết, thì bác ra thì con cũng giúp bác. Giúp cho bác. Dạ, con với anh Tuấn giúp bác từ step luôn, bây giờ đang làm giấy tờ Medi-Cal lại cho bác. Rồi bác bị người ta bỏ vô thùng rác không? Dạ, bác ở share phòng á, rồi xong người ta gọi cái thơ về cái packet cho bác làm giấy tờ đó thì người ta bỏ đi mất. So cả năm nay bác không có, mà hơn là bác không có bị chuyện gì hết. Dạ, thì bây giờ con với anh Tuấn đang giúp lại, giúp đỡ cho bác có mấy giấy tờ đó lại. Thì giống như cái chỗ này, giống như mình ngoài cái chỗ mà mình lo cho cái hãng, mình cũng có thể giúp được cho những người lớn tuổi, những người người ta có những hoàn cảnh rất là khó khăn. Ví dụ như người ta không có con, không có ai giúp đó, thì ra ngoài này thì gặp mấy cô này có thể giúp được. Đó là lý do tại sao Clevercare muốn mở một cái trung tâm cộng đồng tại đây. Khi mà tôi, nếu mà quý vị gia nhập được mà càng nhiều càng tốt về cho Clevercare đó, thì tôi có thể xin phép được hội đồng quản trị của hãng cho thêm được nhiều những cái quyền lợi khác, hoặc là cho thêm được mở thêm những cái trung tâm cộng đồng khác để giúp đỡ người Việt của mình ở đây. Thì đó là một cái trong điều quan trọng á, là quý vị nếu quý vị được ghi danh và càng nhiều vào Clevercare, khi mà cái số lượng của những người gốc Việt mình mà có cái tỷ số áp đảo trong những cái thành viên của Clevercare đó, thì lúc đó đó mình có thể xin phép mình mạnh hơn, thì có thể xin phép được giúp đỡ cộng đồng vào những cái dịch vụ giống như vậy, nhưng mở thêm những cái trung tâm cộng đồng khác, cũng giống như là có thể quý vị đồng thời có thể, không phải cho quý vị mà là sau này cho những cái thế hệ tương lai của chúng tôi, cũng như thế hệ tương lai mai sau, thì quý vị góp phần giúp đỡ và cung cấp cộng đồng trong cái vấn đề đó, quý vị gia nhập được Clevercare càng nhiều thì tôi mới có thể xin phép được càng nhiều chuyện đó. Cảm ơn Hiệp. Chương trình của Clevercare đến đây là sắp sửa hết giờ, thì xin Hiệp cho một lời chào đến quý khán giả của Sài Gòn TV. Fatima cũng vậy. Một cái thông điệp muối Phương nói là nếu mà quý vị khán giả cảm thấy Clevercare là một cái tổ hợp bảo hiểm quý vị có thể gia nhập, có thể giúp đỡ củng cố được cộng đồng đó, quý vị nên gia nhập, một phần cho quý vị, một phần cũng cho thế hệ tương lai của chúng tôi nữa. Fatima cũng xin cảm ơn quý vị đã để một chút thời gian để coi nói chuyện về hiểu biết thêm về cái hãng Clevercare. Xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV và hẹn lại chương trình lần tới.